Chào các bạn, mời các bạn đến với video tiếp theo của chương trình. Hôm nay chàng tôm của chúng ta sẽ đuổi cướp. Tên cướp này đã đang vào cướp một tiệm bánh ngọt các bạn ạ. Nhiệm vụ của chàng tôm của chúng ta là đuổi tên cướp lấy lại những hòm bánh, những hộp bánh xếp lại ngăn nắp như cũ. Nào, ta sẽ nâng cấp xem có gì nào chưa được các bạn ạ. Thôi, ta cứ tạm thời thế này đã. Bắt đầu nhiệm vụ. Ta lấy được 1582 chiếc kẹo. Nào, ta xếp được cái gì nào? Một kẹo đã được xếp vào. Ta tiếp tục. Yeah.
Mở. Ta được một thẻ bài, hai thẻ bài, cộng 436 chiếc kẹo, 37 viên ngọc quý, video của mình đến đây là tạm dừng. Mời các bạn đến với video tiếp theo của mình vào kỳ sau. Bye bye các bạn.